Xin chào các em học sinh Đinh Hợi thân mến. Trong clip này thầy giới thiệu tới các em đề luyện thi vào lớp 10 số 29. Đây là đề của Sở Dục Đào tạo Nghệ An. Đã thi năm học 2021-2022. Đề thi này có 5 câu tự luận. Các câu số 1 thì khá đơn giản. Sau đây thầy trình bày nhanh. Các câu số 1, số 2 thì khá đơn giản. Các em theo dõi nhanh đáp số nhé. Câu 1 thì không vấn đề gì. Căn này đều các cái số chính phương nên chúng ta xử lý được ngay. Ở câu B này, tìm các hệ số AB của đường thẳng Y bằng X cộng B. Biết đường thẳng này đi qua M và song song với Y bằng 3X. Vậy đây có hai cái đối tượng phải tìm, đó là AB. Và người ta cho hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là đi qua điểm M, và sự kiện thứ hai là song song với đường Y bằng 3X. Vậy các em sẽ dùng cái sự kiện song song trước để chúng ta ấn định được A nhé. Vì đường thẳng song song với đường thẳng Y bằng 3X nên chúng ta sẽ ấn định được A bằng 3 và B khác 0. Sau đó thì chúng ta cho đường thẳng đấy đi qua điểm M, tức là chúng ta thay tọa độ M vào cái phương trình này nó thỏa mãn. Thay 9 vào Y, 1 vào X. Và từ đó thì chúng ta sẽ tìm ra được A bằng 3 và B bằng 6. Ở câu C, rút gọn. Thì đây là một cái biểu thức có 3 phân số. Trong đó từng phân số này thì không thể rút gọn được. Như vậy các em phải nghĩ đến việc quy đồng. Ở đây chúng ta thực hiện cái quy đồng trong ngoặc này trước. Quy đồng thì mẫu nó sẽ là tích của hai cái mẫu này. Và chúng ta làm gọn đi, nó sẽ còn 1 chia căn x trên căn x cộng với x. Và căn x cộng x này thì nó vừa khéo triệt tiêu với cái bên ngoài. 1 chia căn x thì triệt tiêu cái mẫu ở bên ngoài. Và đáp số là 1. Như vậy bài 1 là khá đơn giản. Bài số 2 giải phương trình. Đây là phương trình bậc 2, kèm tính delta và giải bình thường. Nhớ là tính xong chúng ta phải lấy cái nghiệm này bằng máy tính bấm để kiểm tra. Có thể chúng ta bị nhầm. Ở câu B, phương trình có hai nghiệm dương phân biệt x1, x2. Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức T. Như vậy biểu thức T này thì người ta không yêu cầu tính x1, x2 cụ thể nên chúng ta không thể thay vào được, mà chúng ta hãy biến đổi biểu thức T này về tổng và tích x1 cộng x2 và x1 nhân x2 để các em dùng cái VS. Như vậy các em phải, đầu tiên là chúng ta khẳng định nó có hai nghiệm phân biệt trước đi. Và theo VS thì chúng ta sẽ có tổng và tích, và các tổng tích này đều dương nên khẳng định luôn là x1, x2 dương. Và tính T thì các em bình phương nó lên. Ở đây thì người ta làm bình phương thì cái số mũ này nó hơi to một chút thì chúng ta nhìn hơi sợ. Tuy nhiên thì cũng, nếu em nào không thích bình phương cả T này thì có thể bình phương xử lý riêng cái mẫu. Ở đây thì phải trình bày theo cách bình phương cả cái T. Thì cái x1 cộng x2 này, x1 bình cộng x2 bình sẽ viết thành x1 cộng x2 tức là bình trừ đi 2 là tích. Và phủ cái bình phương mặt ngoài ra ngoài. Căn x1 cộng căn x2 bình phương thì phá bình phương nó sẽ thành x1 cộng x2 cộng 2 là tích căn. Và đến đây đã có sự xuất hiện của tổng và tích thì chúng ta thay cái tổng và tích theo vị S ở trên vào. Được T bình phương bằng 1156. Và T này là nhận giá trị dương. T là nhận giá trị dương. Cho nên T nó sẽ bằng căn 2 của 1156 cộng 34. Không lấy trừ 34 các em nhé, vì T dương. Bài số 3 là một bài toán thực tế này. Vào tháng 5 năm 2021, chỉ sau 26 giờ phát hành, sản phẩm âm nhạc MV Trốn Tìm của rapper Denvo đã chính thức giành top 1 trending của YouTube Việt Nam. Giả sử trong tất cả các người đã xem MV, có 60% số người đã xem 2 lượt và những người còn lại mới chỉ xem 1 lượt. Hỏi đến thời điểm nói trên, tức là thời điểm sau 26 giờ phát hành này, có bao nhiêu người đã xem MV, biết là tổng số lượt xem là 64 triệu lượt. Thế đây người ta hỏi có bao nhiêu người đã xem. Vậy các em sẽ gọi nó là số người đã xem là X. Thế theo đề bài thì có 60% số người đã xem 2 lượt. Như vậy số người xem 2 lượt sẽ là 60% nhân với X. 40% số người đã xem 1 lượt. Như vậy sẽ là 40% nhân với X. Vậy số lượt sẽ là lấy cái số người đã xem 2 lượt nhân 2 cộng với số người đã xem 1 lượt nhân 1. Thì chúng ta sẽ được 2x nhân 60% cộng x nhân 40% nó bằng 6,4 triệu lượt. Và giải phương trình này các em sẽ tìm được x bằng 4 triệu người xem. Như vậy đây là một MV có thể nói là thu hút số lượng xem khá mạnh đấy. Có lẽ các em Đinh Hợi này cũng đã xem rồi. Bài hình số 4 cho tam giác ABC nhọn, các em theo dõi nhé. AB nhỏ hơn AC, nối tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao AD, BE và CF, AD, BE, CF cắt nhau tại H, như vậy H là trung tâm này. Chứng minh BCEF nối tiếp, BCEF nối tiếp thì câu này khá mềm thôi. Có góc BFC bằng 90 độ, BEC bằng 90 độ,
như vậy F thuộc đường tròn đường kính BC, E thuộc đường tròn đường kính BC, vậy tóm lại BC, E, F đều thuộc đường tròn đường kính BC nên nó nội tiếp. Câu 2, gọi N là giao điểm của CF, CF và DE, chứng minh DN nhân với EF, DN nhân với EF bằng HF, HF nhân với CN. Thì cái đẳng thức ở dạng tích này chúng ta nhìn thấy cái sự liên kết của hình của nó là hơi khó, bởi vì hai đối tượng đấy nó tương đối rời nhau. Thế thì gặp những cái biểu thức mà cần chứng minh ở dạng tích này, các em nên chuyển nó về dạng phân số để quy nó về một tam giác. Thế thì ở đây có DN, bên này có CN, vậy các em đẩy cái CN xuống thì thành DN trên CN, DN trên CN, như vậy có thể ốp vào tam giác NDC sẽ bằng HF trên EF, HF trên EF. Như vậy nếu chứng minh được hai cái tam giác DNC và HEF ở đồng dạng thì cũng có thể là một hướng. Tuy nhiên hai tam giác này thì khó đồng dạng, bởi vì DNC thì có góc C này, bằng góc HEF vì cùng nội tiếp đường tròn đường kính BC và chắn cái cung BF. Tuy nhiên cái góc F này, HFE này, thì nó không thể bằng cái góc NDC này được. Và khi viết cái tam giác đồng dạng thì nó cũng không tương thích với cạnh. Như vậy ở đây chúng ta chưa có được cái hai tam giác đồng dạng. Vậy các em sẽ đẩy cái tam giác này, tam giác NDC này, các em sẽ đẩy nó sang tam giác NHE các thầy. NHE này có đồng dạng không? Thì chúng ta có góc N là hai góc đối đỉnh này bằng nhau này, DNC bằng HNE. Tiếp theo các em lại có góc NDC, các em sẽ chứng minh được bằng góc EHN, bởi vì sẽ chứng minh được tứ giác này, EHDC nội tiếp, EHDC nội tiếp, bởi vì tứ giác này có góc D và góc E 90 độ. Như vậy tam giác NDC nhé, các em sẽ chứng minh được nó đồng dạng với tam giác NHE. Từ đó các em có tỷ số ND, DN trên CN bằng HN trên NE. Như vậy các em cần phải chứng minh HN trên NE bằng HF, bằng HF trên EF. Và viết nùi phân số xuống thì chúng ta sẽ được HN trên HF bằng NE trên EF. Như vậy điều này giúp chúng ta liên tưởng đến việc chứng minh cái tam giác NEF này có EH, EH là phân giác trong. Thế thì chứng minh điều đó thì các em hãy chứng minh cho thầy góc HEF bằng góc HEN. Điều này là thực hiện được. Góc HEF này chúng ta sẽ đẩy được sang góc HCB, vì hai góc này là góc nội tiếp cùng chắn cung BF của đường tròn đường kính BC. Như vậy là HEF nhé, em đẩy sang HCB này. Tương tự em chứng minh được tứ giác BDEA nội tiếp, BDEA nội tiếp. Như vậy góc HEN tức là góc BED, em sẽ đẩy sang góc BAD. Như vậy bây giờ chúng ta đi so sánh BAD và HCB. Được, hai góc này sẽ bằng nhau là bởi vì góc BAD cộng với góc B to này bằng 90 độ. Góc HCB cộng với góc B to này cũng bằng 90 độ. Vậy từ đó các em có được EH là phân giác của góc NEF. EH là phân giác. Từ đó các em suy ra HN trên HF bằng NE trên EF, và chúng ta có điều phải chứng minh. Ở câu C, gọi M là trung điểm BC này. M là trung điểm BC, tiếp tuyến tại B của đường tròn O, cắt OM tại điểm P, chứng minh đường A OAM, OAM bằng DAP, bằng góc DAP. Thế thì chúng ta đẩy góc đi nhé, đẩy góc này. Ở đây chúng ta có AD thì vuông góc với BC này, do được cao này. OM vuông với BC vì M là trung điểm BC. Như vậy chúng ta sẽ có góc DAP, các em sẽ đẩy nó sang góc AD.
PM theo tính chất xoay lai trọng. Như vậy bây giờ chúng ta phải chứng minh góc OAM bằng góc APM, tức là APO. Vậy các em hãy chứng minh cho thầy tam giác OAM đồng dạng với tam giác OPA là xong. Thế thì hai tam giác này có chung góc O rồi, phải thiết lập một cái tỷ số. Thiết lập một cái tỷ số thì chúng ta có này, tam giác OBP vuông tại B, do BP là tiếp tuyến, BM là đường cao. Như vậy thì em sẽ có OM nhân OP bằng OB bình phương. OB bình phương chính là R bình phương và chính bằng OA bình phương. Như vậy OA bình phương bằng OM nhân với OP. Và từ đây các em sẽ có tỷ số này, OA trên OM bằng OP trên OA, và dẫn đến tam giác OAM đồng dạng với OPA. Từ đó các em suy ra góc OAM bằng góc OPA, và chúng ta có điều phải chứng minh. Các em xem câu cuối cùng. Giải hệ phương trình. Thì nhìn vào hệ này thì chúng ta thấy là cái phương trình 1 thì có dấu hiệu có thể khai thác được. Ở đây thì để nó dễ nhìn hơn thì các em có thể đặt căn định bằng A, căn y bằng B. Thì chúng ta sẽ đưa được một về một cái phương trình bậc 2 theo AB. Thì lúc đó các em coi nó như phương trình bậc 2 theo biên A, rồi tính delta theo B. Thì nó sẽ làm cái delta là dạng bình phương đục, và từ đó các em sẽ tìm được A theo B, và cụ thể là A bằng B. Và dẫn đến là căn x sẽ bằng căn y. Như vậy chúng ta sẽ định hướng cái căn x trừ căn y chung nếu như không đặt ẩn phụ. Thì bên phải là căn x trừ căn y, chỗ này chúng ta sẽ tạo ra được căn x trừ căn y bằng cách chỗ này các em sẽ tách trừ 3 ra thành trừ 1 với trừ 2. Hoặc là ở đây bạn ấy tách theo cách khác thì có thể tách cái 2 này thành 3 và trừ đi 1. Tóm lại là nó sẽ có căn x trừ căn y, và chung được căn x trừ căn y là ngoài, bên trong là căn x cộng 3 căn y trừ 4 bằng 0. Với x bằng căn x bằng căn y thì tóm lại chúng ta được x bằng y. X bằng y thì các em sẽ thay vào phương trình số 2 thì nó sẽ còn một ẩn x. Và phương trình này là phương trình bậc 3, các em giải bình thường. Dùng máy tính nó sẽ ra nghiệm là 1. Dùng Hockner chúng ta sẽ đã tạo ra x trừ 1 nhân với một cái bậc 2 bằng 0, và giải được x bằng 1, và x bằng 1 cộng trừ căn 17/2. Còn ở cái nhánh số 2, căn x cộng căn y cộng 3 căn y trừ 4 bằng 0, thì nhánh này xử lý hơi phức tạp hơn chút. Ở đây người ta tách 3 căn y ra thành để lại một căn y và chuyển cái trừ 2 căn y sang bên kia. Rồi lúc đó sẽ sử dụng cái rút thế. Ở đây là nhóm căn y ra ngoài này, bên trong sẽ là căn x cộng căn y, và thế vào theo căn y. Hoặc chúng ta có thể thế thẳng luôn cái căn x ở đây bằng 4 trừ đi 3 căn y, thì nó cũng sẽ ra được cái này. Ra được cái này người ta cấu tạo một cái bình phương đủ. Trừ 2 là căn x trừ 1, tức là bình phương. Trừ x bình cộng x cộng 1. Và xét các trường hợp. Thứ nhất x bén bằng 2. Ở đây x nó không âm rồi nhé, do điều kiện có căn x. Căn x bén bằng 2. X bén bằng 2 thì áp dụng Cauchy sẽ được cái tích này nó bén bằng 4. Bén bằng 4. Ở đây thì chúng ta có cái này, nó bén bằng 0. Còn cái này thì viết nó thành 2 trừ x nhân x cộng 1, thì cái này nó sẽ lớn bằng 0. Như vậy chúng ta được này, cái này dương rồi này. Như vậy chúng ta được cái này bé hơn bằng x cộng 1 này, nhân với lại 2 trừ x nhân với x cộng 1. Và dẫn đến cái phương trình bằng 4 đấy nó vô nghiệm. Phương trình bằng 4 nó xảy ra giống bằng. Giống bằng khi các cái số này nó bằng nhau. Các số này bằng nhau thì dẫn đến x chỉ bằng x chỉ 1.
cái số 2 này, các em lưu ý nhé, cái số 2 này nó sẽ đi với hai chữ x để dùng cosi mà. Để khi cộng lại thì chỗ này nó sẽ là 4 trừ đi 2x, nó sẽ triệt cái x đi để nó là số. Như vậy cosi dấu bằng đạt được khi x bằng 1. Và như vậy 1 thay x 1 vào sẽ được y bằng 1, 1 1 này là nghiệm và nó trùng với nghiệm ở trên. Còn trường hợp x lớn 2 thì cái biểu thức này nó sẽ mang giá trị âm. Cái này âm này, cộng với cái này âm nữa này. Vậy cả cái ngoặc thứ hai này âm. Âm nhân x cộng 1 thì dương, vậy cả cái này âm, âm mà bằng 4 thì nó sẽ vô nghiệm. Như vậy hệ có nghiệm 1 1 này. 1 cộng trừ căn 1 cộng căn 17/2, 1 cộng căn 17/2. Như vậy đề này có lẽ khó nhất là câu hệ này. Ở cái trường hợp thứ hai. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo.